Quý vị và các bạn đang được theo dõi mình test trực tiếp cho quý vị cùng tham khảo cặp loa kiểm âm rất là nổi tiếng đến từ Japan với cặp loa Tamon Alpha 9000 Studio Monitor, loa kiểm âm phòng thu. Đây là một trong những model rất là nổi tiếng và sở hữu vẻ đẹp và vẻ sang trọng bậc nhất trong làng loa, có thể so đọ với bất kỳ cặp loa nào hiện hữu trên thị trường với cặp loa mà quý vị vừa thưởng thức và vừa chiêm ngưỡng trước máy quay. Với cặp loa này, tôi có thể nói luôn rằng đây là một trong những cặp loa sở hữu trong phân khúc loa kiểm âm bass 40 ở trên thị trường, thì chúng ta có thể thấy được rằng nó là một trong những dòng loa lớn nhất về phân khúc loa kiểm âm. Với công suất của cặp loa Tamon 9000 Alpha sở hữu công suất lên tới 1200W và có độ nhạy tới 98 dB trên trở kháng 8 ohm, cực kỳ là dễ phối ghép âm đi. Bây giờ mời quý vị và anh em cùng quan sát chi tiết trước tuyệt phẩm loa vừa nghe nhạc lẫn karaoke và trưng bày cho phòng khách rất sang trọng này. Với cặp loa Tamon Studio Monitor, loa kiểm âm phòng thu đến từ Japan, chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những cặp loa rất lớn. Chiều ngang 46, chiều cao tới 70 cm. Và rất nặng. Với công suất sở hữu của cặp Tamon 9000 Alpha này, nó sở hữu lên tới 1200W, có 600W trên một loa và trở kháng 8 ohm. Phần bên dưới cùng của cặp Tamon 9000 Alpha này, nó được trang bị nguyên một quả bát súp với đường kính 41 cm, rất lớn. Và tất cả gân của nó được trang bị là gân cao su đúc, hay còn gọi là gân mút cao su. Về phần màng loa, chúng ta có thể thấy được rằng nó được phủ một lớp dầu rất mềm và giữ độ bền cho cái màng loa này. Nó có độ bền lên tới hàng trăm năm trên quả bát súp và với cặp Tamon Alpha 9000 này. Đẳng cấp thì khi chúng ta quan sát ngay từ cái lỗ mũi của loa và cái logo của loa đã thể hiện đẳng cấp mà chúng ta có thể thấy trực tiếp trước máy quay ở cự ly gần nhất cách từng cm này. Khi được trang bị trên cái thùng vách to lớn và hai lỗ hơi thở về mặt trước như chúng ta đang được theo dõi trước máy quay, cặp Tamon kiểm âm này nó sở hữu tiếng bass thả xuống rất sâu và rất là uy lực cho những căn phòng lớn tới hàng trăm mét vuông. Và đặc biệt khi karaoke, chúng ta có thể thoải mái chơi những chế độ nhạc lớn và bạo lực trên cặp loa Tamon kiểm âm này. Sự chịu nhiệt của nó rất là tuyệt vời với công suất 1200W. Phần bên trên của cặp Tamon 9000 Alpha này được trang bị hai trung âm, mỗi quả trung âm với đường kính 14 cm, sở hữu gân vải xếp tẩm dầu. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng nó được trang bị nguyên một quả kèn gang siêu khủng. Anh em thấy rằng đây là một cái chóp họng của nó bằng gang rất lớn nằm phía trong. Quả kèn này thì chúng ta thấy rằng nó giống như là một số model trên JBL cũng được trang bị quả kèn gang khủng này. Chính những quả kèn này thì anh em có thể karaoke thoải mái kết hợp với hai cái trung âm 14 trên cặp Tamon 9000 Alpha này. Như vậy về tổng thể chúng ta có thể thấy được rằng hệ thống loa của nó được trang bị trên cặp loa này rất là tuyệt vời. Và đặc biệt
Phía trên cùng của cặp loa Tamon 9000 Alpha kiểm âm này còn được trang bị một giải điện nháy nét cảm biến theo giai điệu của nhạc khi bắt đầu có tín hiệu, và từ âm ly cấp sang loa nó sẽ cảm nhận được tín hiệu cảm ứng từ với từ trường từ âm ly sang loa, và nó sẽ nhấp nháy theo giai điệu của nhạc rất đẹp và được thiết kế trên nền bóng gương. Chúng ta có thể thấy được rằng nó bóng như soi gương về phần mặt trước của cặp Tamon kiểm âm 9000 Alpha này. Về tổng thể chúng ta quan sát và thấy rằng nó có rất nhiều loa với công suất lên tới 1.200W và trở kháng 8 ohm với độ nhạy 98 dB, có thể thực hiện được thập cẩm các dòng nhạc trên thị trường hiện có cũng như là cho karaoke. Và phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với con âm ly rất là nổi tiếng cũng đến từ Japan với con âm ly Luckman 5N15, sở hữu phần mặt nhôm phay và hai cái đồng hồ vu vẩy rất đẹp, kết hợp vang mic đầy đủ. Nguyên con âm ly này thì nó sở hữu chạy công suất 8 con sò sắt nổi tiếng và nó có công suất 380W rất khỏe để phối ghép cho cặp loa Tamon với công suất lớn này. Và phần bên trên nguyên một bộ mic xua UGX21 4 râu. Anh em có thể thấy được rằng nó có tới 4 cái râu, dòng mic thông minh thế hệ mới nhất và cao cấp nhất hiện tại. Một con Vanker Dynetics CS5 sở hữu cho karaoke rất là tuyệt vời. Như cấu hình tôi đang phối ghép ở đây thì nó cho phép có thể karaoke cũng như là cho nghe nhạc cực kỳ là xuất sắc với các dòng nhạc hiện có trên thị trường, như tôi đang test trực tiếp từ trên TV xuống, hoàn toàn chưa phải cần dùng tới đầu CD hoặc đĩa CD đắt tiền hay là tuyển chọn, mà chỉ cần âm thanh từ TV thôi. Chúng ta thưởng thức đã thấy rằng rất là phê với cặp loa Tamon 9000 Alpha Studio Monitor, loa kiểm âm phòng thu đến từ Japan. Chúng ta thấy được rằng với phân khúc loa mà những dòng loa kiểm âm thì với bát 40 hay trên Tamon 9000 Alpha này, nó sở hữu bát súp 41 rất là hiếm hoi trên thị trường, và đồng thời nó lại còn là một trong những tuyệt phẩm trưng bày cho phòng khách với phân khúc tiền vừa phải ở ngưỡng 17,5 triệu đồng cho cặp loa Tamon này. Chúng ta có thể thấy được rằng nó có thể so đọ với bất kỳ cặp loa nào trong phân khúc tầm giá, nhưng đẳng cấp cả nghe lẫn nhìn và cho cả karaoke thì đây thực sự nó là một trong những cái tuyệt phẩm loa mà đến từ xứ sở hoa anh đào. Nó thể hiện đẳng cấp rất là tuyệt vời cho cả nghe lẫn trưng bày phòng khách. Ở đây thì tôi đã bật sẵn mic, mời quý vị cùng thưởng thức qua một chút tiếng mic và sau đó chúng ta lại tham khảo tiếp một vài dòng nhạc nữa. Alo, 1, 2, tiếng mic của nó rất lớn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là bay tiếng và nhẹ tiếng khi mà hỗ trợ cho karaoke và đồng thời rất trầm ấm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy được rằng với 1.200W công suất và độ nhạy 98 dB, cặp Tamon kiểm âm này nó thể hiện cho karaoke rất là chuyên nghiệp và rất là tuyệt vời. Và bây giờ lại quay trở lại chủ đề chính, tôi lại mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc rất quen thuộc mà tôi hay test thường lệ trên Facebook với cặp loa kiểm âm nổi tiếng đến từ Japan. Anh em nào quan tâm và chốt được thì có thể can theo số điện thoại trên YouTube cũng như là kênh Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định 0966866552. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đăng ký kênh cũng như là ủng hộ của anh em audio trên toàn quốc với Facebook cũng như là kênh YouTube của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định. Ở đây thì tôi đang giảm hết cỡ của check, dù sao thì tiếng check của nó còn rất là mạnh, rất là tốt với cặp Tamon 9000 này. Giải bát tôi đang giảm về dưới 50%, đã dư thừa về tiếng bát, quý vị cùng quan sát. Một mùa thu gió heo mây, nhưng bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kết gió trắng chiều nay bơ vơ.
thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió sương theo thùa thầm làm ướt áo vai người về chiều mưa hay nắng sao để khói lam chiều như xe trùng màu không gian người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò buồn mong người người hãy chăng người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ ta kẽ hóm đưa người về hay thầm người đưa ta người về đâu nhớ ta lòng buồn như thời gian nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi niềm thương nhớ ai mà.